Hay à, nguyên ngày hôm nay á nó ế gì lâu á, sáng giờ không ai coi bói hết trơn á trời á. Hay à, tổ bói à, cho con có người coi à, khách khứa long long à, kiếm tiền lầu lâm à, cho nó lọc lá lâm bôi hay gì là Phật á. Ây dạ, linh quá có người à. Ê chàng trai à, coi bói à, mày à. Không có coi bói à, Lan chờ bạn tới. Ai à, Long Hương á. Dạ, Long Hương. Long Hương, Long Hương á. Hay à, Long Hương, Long Hương. Ngồi à, ngồi à. Ngồi, nói nói chuyện tâm sự là chơi á, Long Hương. Lâu lắm à, mấy rồi gặp bà Long Hương. Ở đâu á? Ở Quảng Châu á. Quảng Châu à, kế bên tôi á. Dạ, lâu quá đi. Chợ lớn á. Bắt tay cái đi. Làm quẻ lâu lắm chứ. Hay à, làm quẻ. Làm quẻ đây. Ây à, bây giờ mình coi nhiều quẻ á. À, nói chung là hôm nay à, Lý cũng mở hàng. Bình thường là coi người ta 200, Lý mở hàng với lại Long Hương á, tính 250 á. Vui vẻ, thắng thắng vậy à, trả luôn 300 á. 300 á, 300 à, bonus là tặng thêm bài nhạc á. À, có bài nhạc nữa hả? À, xin là lên bên em, giáng sinh tuyệt vời, xin là lên bên người à. Xin người ai cùng nhau vui sinh. Ai, hay quá, hay quá. Bây giờ mình coi phái à. Rồi bây giờ mình coi về cái gì nè. Coi à, tất tình tật á lại. À, công danh à, sự nghiệp à, à, tình duyên gia đạo không à. Coi hết luôn rồi, có gì mình coi đấy. Coi hết luôn ha. Coi luôn. Rồi bây giờ à, lưa cái chỉ chân ra. Ây da, coi chỉ chân hả? À? À, ngọn coi chỉ chân à. Ây da, coi lạ như ta. Hồi đó giờ là ai làm mà ngọn coi chỉ chân á. À, thôi quá à, lỗi chân này. Ây da, khó vậy. Lỗi chân. Chân này thúi hơn bên kia luôn, thôi khỏi luôn đi. Thông cảm Lý, hôm qua là Lý lá banh, chưa thay vớ. Lấy cái lồ vớ hôm qua mang hôm nay luôn à. Đúng rồi, gấp quá, sợ rồi, bạn bè nó chờ. Thôi thúi quá à, chơi bài cũ à, lừa chỉ tay à. Hay là chỉ tay à. Lừa chỉ tay à. Hay à. Hay à. Cái chỉ tay à, hiện lên rõ vàng luôn rồi. Hiện rõ vàng. Cái lường là của La Cha nè. Dạ, lường La Cha. Còn cái lường này là cái lường của Dương Quá là. Hay à. Hai cái lường này nó đi à, nó gặp nhau à. Đó, gặp nhau cái này là trà nó lóng quá nè. À. Nó lóng quá nó chém Dương Quá lứt cái tay. Hay da, giơ cái tay. Rõ ràng luôn. Cái chỉ tay nó nói lên tất cả luôn, thể hiện cái gì biết không? Cái gì vậy? Thể hiện cái sự lóng lại trong người của lị á. Hay da, hèn chi lóng lại hèn. Không có kèm chế được đúng không? Hèn chi á, hôm bữa giờ á, chạy xe ở ngoài luôn á, quẹt quẹt cái là nóng tính là tính quý lộn không á. Không có được đâu, lơ cái bàn tay bên kia luôn. Hay da. À, cái lường này á, là cái lường này là coi như cái lường này là của cô Long nè. Cô Long mà gặp Dương Quá là hai người là cái bàn tay này nè. Đó, hai người cái bàn tay là nó dung hoài với nhau. Dung hoài nhau. Tối trước khi đi ngủ à, nhín nhà 3 phút rồi. Trước khi nhắm mắt ngủ lại à, chắp tay lên vậy nè, rồi niệm đi, Lâm Mô A Di Đà Phật. Lâm Mô A Di Đà Phật, Lâm Mô A Di Đà Phật, Lâm Mô A Di Đà Phật. Nhín nhà 3 phút rồi niệm đi, để cho cái người của mình nó bớt lóng lại là. Ai da, hay hiểu rồi. Nghĩa là bà bên là Dương Quá, bên là cô Long à. À, cô Long nhớ à, gặp lại à, Lâm Mô à. Ý thể hiện cho cái tính tình của mình nó lóng lại lắm, nó dễ bị hư chuyện lắm, cho nên là bình tĩnh vẫn tốt hơn à. Có rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình coi tới cái đường công danh sự nghiệp à. À, công danh sự nghiệp à. Công danh sự nghiệp hồi nãy là coi về cái tính à. À, tính. Bây giờ coi về công danh sự nghiệp à. Sự nghiệp. Đây, bây giờ sao bài à. Sao à? Sao ơi? Sao mạnh lên. Sao à? Sao ơi? Sao mạnh lên. Sao ơi? Sao khi nào à, nát à, mua một bài mới à. Nói trời chưa à, lừa đây à. Rồi bây giờ à, muốn coi cái đường mà công danh sự nghiệp á, qua cái quẻ bài này biết liền. Chuẩn bị coi kỹ à. Sự nghiệp. Sự nghiệp mà coi à, bao nhiêu à? Dạ, 40 á. Tây à. 40. Tây à. Lỏng à. Tây à. Lỏng à. Tây là. Lỏng à. Tây là. À, lỏng à. Mấy lúc à. Bù chính lắc. Ở bên này có bột lúc à. Tây à. Nó thể hiện cái gì biết không? Là đánh bài, là đánh lâu là thua đó. Cho nên là đừng bao giờ cờ bạc. Đừng bao giờ dính dắt cái chuyện làm ăn phi pháp cờ bạc là không bao giờ thành công lỗi đâu. Cố gắng là làm sao là làm cái gì đó là chính thống đàng hoàng, cái đừng có dính vô cờ bạc là được à. Đúng rồi. Nó cũng không có thích là cờ. Qua cái bè quẻ bài cào là thấy hết trơn hết trọi à. Thấy gì á? Rồi chung 3 triệu ơi. Tao lâu lắm rồi. Sao à? Tiễn lâu gì à, coi bói coi tầm bậy tầm bạ. Gì là lâu à, giờ là La Cha. Cái giờ dính quá, chặt dớt cái tay. Bên đây là lường cô Long. Có một bậy bà, coi kiểu này sớm muộn ngày cũng bị công an bắt à. Ê à, đừng có xùi ẻo à, mới mở hàng rồi nói tầm bậy tầm bạ cái gì á trời. Tính là ngọ lắm quá, ngọ lắm quá là dọn cái vàng ngọ liền mà làm bôi với là Phật nhiều lần nữa nha. Ê, chục 3 triệu đi chứ. Alo. Đang Tết đang coi khách. Ừ. Lì xì sao đi. Ừ. Nha. Dạ thầy. Ờ, thầy. Ờ, thầy coi bói hả thầy? Ờ, thầy coi bói nè con, ngồi đi con. Dạ, coi giùm con quẻ đi thầy. Trời ơi, người dễ thương quá ha.
Đẹp gái quá trời quá đất ha. Cảm ơn thầy. Coi bói hả con? Dạ. Đầu năm đầu tháng gặp ta là may mắn nguyên năm đó nghe. Trời ơi, vậy là mừng quý quá thầy ơi. Rồi, nay coi bói ha. Dạ. Khấn đi con. Dạ. Thành tâm vô con nha. Thành tâm chưa con? Dạ, ủa chưa thành tâm hả thầy? Chưa đó con à. Dạ dạ, để con khấn thêm. Đem hết cái lòng của mình ra. Mình nguyện đi con. Ừ. Bốn phương tám hướng đó, con khấn đi. Rồi, thành tâm chưa con? Dạ con thành tâm dữ lắm rồi đó thầy. Hết lòng luôn chưa? Hết lòng luôn rồi. Con nhỏ này nó chậm hiểu quá à. Thành tâm là ở đây nè con, mình đừng có nói không hay là mình đừng có nguyện ở trong lòng không. Mình phải thể hiện cái vật chất đó con. À dạ 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 trời. Để ta nói vậy tổ nào chứng mất linh đó con nha. Nói sớm đây nè. Rồi. Con chuẩn bị sẵn rồi đây nè. Dạ dạ con gửi. Rồi. Dạ. Con nhiều hả con? Hơi yếu à. Yếu quá hả thầy? Yếu. Dạ để con cho mạnh lên chút xíu. Mạnh lên chút xíu nữa nè con ơi. Dạ đây. Rồi. Dạ. Con mạnh hết rồi hả con? Dạ hết rồi, tính để gửi xe á thầy. Rồi thôi, rồi hôm nay ta coi cho con ha. Dạ. Hơi yếu nha, không biết quẻ lên không nè. Dạ thôi thầy ráng giùm con nha thầy. Để thầy ráng cho con nó lên dạ. Luôn nha. Không. Cái đó của thầy. Dạ. Con ngồi đó đi, khi nào thầy hỏi gì con trả lời cái đó. Dạ à, dạ. Chứ con đừng có chọt vô nó mất linh. Dạ 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 thầy. Con nghĩ đi. Thầy. Bây giờ ai bói nè? Dạ thầy bói. Bây giờ một người thôi chứ ra đâu mà tự nhiên ra nhái nhái theo chi vậy? Con bị liệu á, thầy chứ không có ý con nhái ngồi thầy đâu. Ngồi mình nguyện ở trong cái lòng của mình thôi, mình thành tâm mình ngồi, khi nào thầy hỏi gì con trả lời cái đó nha con. Dạ dạ. Con lanh quá. Rồi. Nay coi cái gì nè? Dạ con cũng coi tình duyên gia đạo với mần ăn. Công danh sự nghiệp đồ đúng không? Dạ. Công danh sự nghiệp nha. Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thất Phật này nha. Bà Lô Yết Đế Thất Phật ra lăng đà bà Nam Mô Na Đa Cẩn Trì Ế Rì Ma Bằng Đà Xã Mỹ nha. Công danh sự nghiệp nè. Xỉu nè, cái này xỉu nè. Ủa là tự nhiên Không có lộn. Công danh sự nghiệp được đó con. Dạ dạ. Rồi bây giờ tới gì nè? Gia đạo đi thầy. Rồi bây giờ trước khi về vấn đề gia đạo, công danh sự nghiệp là năm nay ráng phấn đấu lên nha. Dạ. Ừ, mọi sự may mắn nó trong tầm tay của mình hết. Dạ. Tiền vô rồi hết rồi vô rồi hết, có rồi hết rồi có, nó vậy thôi. Dạ dạ dạ. Rồi giờ coi tình duyên ha. Dạ thầy coi tình duyên cho con đi. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thất Bát Ra Nha Bồ Đề Tát Đỏ Bà Nha Ma Tát Đỏ Bà Nha Ma Ma Lô Ni Ca Nha. Quẻ lên hơi yếu nha con. Nè cái này tài nè. Không thầy lộn, tình duyên phải không? Dạ. Có người yêu chưa? Dạ dạ chưa. Chưa có người yêu, quẻ yếu quá nè. Rồi quẻ lên rồi đó con. Dạ. Ủa sao thầy? Cái số của con là ế suốt năm nha, mày xấu như chó vậy đó, đâu ai đâu yêu mày. Trời đất ơi, trời nói gì kỳ vậy trời. Kỳ là kỳ sao? Mà sao tự nhiên bói gì mà từ đó tôi chưa bao giờ tôi thấy cái kiểu này hết trơn á. Người ta bói bài tây hoặc là bói bài gùa, này kia tự nhiên bói xí ngầu. Ủa chứ mắc cười quá, mọi người mỗi kiểu bói chứ mày muốn thì mày bên kia mày coi chứ mày vô đây mày hỏi thầy xong mà thầy trả lời mày. Tôi thấy thầy là có hơi hướng cờ bạc rồi đó. Cờ bạc hồi nào? Bằng chứng đâu đó cờ bạc. Rồi tự nhiên chửi tài xấu như chó vậy chứ. Ủa tự nhiên vô bói cho đã rồi lấy tiền về là thầy mắc cười quá. Thầy coi không có được gì cho thầy nói này kia. Thầy mà đừng có làm vậy, thầy không có lương tâm nghề nghiệp, nói thiệt với thầy á. Trời ơi, nhắm coi được thì coi, cứu nhân độ thế, còn không được thì thôi dẹp đi, làm này thất đức lắm. Trời ơi trời. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta phiên. Ngồi từ sáng giờ ế dữ vậy trời, không ai coi bói vậy, đầu năm đầu tháng không ai tới ủng hộ con quẻ này nọ, mở hàng có trời. Tổ ơi cho con khách khứa tới phù hộ cho con làm ăn con coi. Thầy tổ linh quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có bói hả thầy? Mời con ngồi. Dạ. Thầy có bói thiệt không thầy? Thì thiệt chứ con, nhìn thôi là biết rồi con. Thầy mặc đồ vậy là con biết rồi, chứ đâu có ai lái xe ôm công nghệ mặc đồ này. Trời. Vậy hôm nay là con là người may mắn rồi thầy ơi. Phước đức lắm con mới gặp được thầy. Dạ, thầy sẵn tiện đây thầy làm ơn coi cho con quẻ, coi giùm con cái chuyện tình duyên á. Không biết sao lận đận quá trời. Lận đận quá hả con? Dạ. Khổ quá ha.
Thì thôi hôm nay cũng có duyên, có nhiều người gặp ta xong về á là có gia đình, có chồng, có con này nọ, đẻ con cái ra tới đây mang ơn ta nhiều lắm. Trời ơi, vậy là con gặp đúng thầy rồi thầy ơi. Nha. Dạ. Thôi để thầy coi cho con nha. Dạ. Rồi. Thầy. Thầy ơi, nghe nè. Bình thường cái này á là con lắc á, con lắc rồi rớt ra thầy mới coi. Ủa vậy hả? Ờ vậy cho con lắc đi. Dạ. Thầy quên, thầy lộn. Dạ. Thầy lộn. Coi con thành tâm nha, thành tâm bình thấn á, mình sẽ ra được khỏe xăm tốt. Dạ. Kệ 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 thầy đi, con kệ thầy, con cứ lấy đi kệ thầy. Tôi tưởng giống quá. Ra thầy. Rồi. Rồi cái quẻ này là con lấy quẻ khác đi con. Ủa sao kỳ thầy? Quẻ này thầy không thích. Ủa mà xăm của con mà thầy không không, không cái nào thầy biết thì thầy nói, còn không biết con đừng có cãi thầy. Giờ con coi hay thầy coi? Dạ dạ thầy coi, dạ thầy coi. Thầy coi thì con phải nghe lời thầy chứ. Sao lâu quá vậy con? Rồi sao coi? Nguyên đống thì sao coi, một quẻ thôi chứ. Dạ bây giờ chọn bất kỳ được rồi. Không có chọn bất kỳ, bỏ vô lắc lại. Trời ơi rớt một nùi xuống vậy sao coi được mà coi. Tới coi mà phá không à. Chưa có cúng kiến gì hết trơn hết trọi á mà tới phá không à, trời thiệt á. Làm lại đi, thành tâm khấn rồi mình lấy một quẻ ra thôi. Một quẻ thôi thầy. Né cái số nãy ra nha. Dạ, số này thầy thích không? Số này không thích. Có quẻ không con? Dạ. Rồi cái quẻ này nó nói vậy nè. Về cái đường mà công danh sự nghiệp của con á. Dạ. Những cái năm gần đây á là con làm ăn khó khăn lắm đúng không? Dạ khó khăn dữ lắm thầy. Con cứ yên tâm đi, nếu mà năm nay con làm không được thì năm sau con làm được. Dạ. Rồi, còn về vấn đề tình duyên ha. Dạ. Tình duyên thì coi như là chưa có người yêu, chưa có vợ hả con? Lận đận dữ lắm. Đâu để đếm thử coi trước giờ có bao nhiêu mối tình đâu. Được nhiêu mối tình rồi con? Ờ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1 sao đếm chi nhiều vậy con? Có quen dữ. Dạ. Một mối tình thôi hả? Dạ. Là bây giờ chưa có ai nữa phải không? Dạ chưa. Trong cái quẻ này thì nó nói lên vậy nè. Nếu như mà năm nay con không có đó thì dạ, năm sau con sẽ có. Dạ. Mà nếu như năm sau nữa con không có đó, dạ, thì năm tới nó con sẽ có. Dạ. Mà năm tới nó con không có đó, dạ, con quay lại đây con kiếm thầy. Dạ. Là có nghĩa là 3 năm nữa con quay lại đây kiếm thầy. Ừ. Mà lúc mà 3 năm sau con quay lại đây còn thầy còn ở đây không? Thầy vẫn còn ở đây chứ con. Thầy làm thâm niên trong nghề này lâu lắm mà con nói gì vậy? Ủa vậy thầy. Thầy cho con hỏi là thầy làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Nếu như mà tính luôn hôm nay hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tính luôn hôm nay là thầy được 4 ngày rồi đó con. Wow, 4 ngày thầy tiếp hơn con nữa thầy. Thầy làm kinh nghiệm lắm, thầy làm bao nhiêu người người ta ok hết đó con. Dạ, mà 4 ngày rồi. 4 ngày rồi con à. Mà chưa bị bắt. Bị bắt là sao con? Con đi vô bói đầu năm đầu tháng mà con nói thầy bắt, thầy con trù dập thầy hay gì mà con nói vậy con? Không nhận nha, thường thường mấy người khác làm á mà hay lừa gạt mà mê tín gì đó là bị bắt liền. Mà thầy 4 ngày thầy chưa bị bắt. Thầy mới ra làm nghề đây, thầy mới thi xong á là thầy vừa tốt nghiệp là thầy ra luôn đó. Trời ơi vậy thì hôm nay thầy sẽ bị bắt. Hả? Mê tín dị đoan lừa gạt người khác. Lên phương. Thà tha về mà đời thà hả? Thầy bủi đi còn bói toán gì nữa. Thôi đi đầu năm mà coi quẻ đi. Thôi dự đoán vừa phải thôi chứ bói toán gì. Chiều em đi coi tình duyên. Đang quen tôi mà coi tình duyên. Thì coi chừng nào chia tay. Bậy bạc. Lộn. Ý là mình coi đi để mình biết mình ngừa hiểu không, mình giải hạn. Nha. Coi nha. Thương em đi, chiều em đi. Nào cũng vậy đó. Chào thầy. Chào thầy. Chào hai con. Coi bói hai con. Coi bói. Dạ coi bói thầy. Mình coi nhiêu quẻ thầy? Hai người vậy thầy tính 200 nha. 200 sao mắc dữ vậy? Ủa chứ con coi người ta, con coi nhiêu? Người ta có 50 à. 50 hả? Ờ. 50 ít quá, tội nghiệp thầy lắm. Ít quá thôi mình đi. Thôi coi luôn. Thấy chưa? Mấy ông này làm vậy á. Coi cho nữ trước ha. Dạ. 50 đúng không? 50. Rồi. Cảm ơn hai con, coi cho nữ trước xong rồi coi cho nam ha. Dạ. Rồi, bây giờ cái cuốn sách này nó hay lắm. Ừ. Đó, rồi hai đứa đó cầm cái cuốn sách này á, ra đằng kia đọc 15 phút hết cuốn đó rồi hai chồng tự về luôn đi. Đủ coi bói kỳ vậy. Thì 50 ngàn thì coi vậy thôi chứ.
50.000 mà đồ coi chỉ tay giống cha tao quá. Vừa phải thôi chứ. Chứ nhiều 200 này ngoài ai nói 200 trả giá thì cầm sách này, cuốn sách này 50 rồi đưa 50 ra đứng ngoài đứng coi rồi đúng rồi. Em thấy thầy quyết tâm vậy là thầy hay đó ta anh. 100 phải không? 200 đó đúng rồi, bỏ vô 150 nữa. Được được hả thầy? Đó, vậy nó đúng, nó mới coi đúng quy trình. Dạ, thầy coi cho con trước thầy. Trời ơi, tôi học ra để tôi làm nghề này mà đưa vậy. Rồi, bây giờ coi cho anh nữ trước dạ, đi. Dạ, cho con trước đi thầy. Cái chỉ tay theo cái chỉ tay của nữ á, nó nói lên hết được cái cuộc sống, gia đạo, tình duyên, sự nghiệp sau này hết luôn á. Hay dữ vậy thầy. Sao thầy cuộc sống của con sau này sao? Biết sao không? Dạ, cái sao? Người hiện tại á chỉ là cái người tạm bợ thôi. Quen chừng dăm 3 tháng à, là chia tay. Cái này là sự thật. Ta nói sự thật, ta lấy tiền ta phải làm đàng hoàng. Ủa sao mình coi mình có gì mình ấy là cứu làm có, thầy có chứ, có chứ có chứ có chứ. Dạ. Khoảng chừng 2 năm sau con sẽ tìm được một cái ý trung nhân sống với con suốt cuộc đời. Dạ. Nhưng mà cái người đó không có tóc, da trắng, đầu trọc mà bán nón nữa. Nhưng mà tại con hai tụi con thương nhau dữ lắm. Thương chứ, cái hậu giận nó để hết trên cái chỉ tay này luôn rồi, đâu có đi đâu được nữa đâu. Con thông cảm giùm ta nha. Dạ. Ừ, rồi, tay của Nam đâu? Anh cho thầy không coi hả? Không coi thì thôi. Coi. Coi. Tay Nam nè. Cha. 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 Đào hoa dữ ha. Sau này là cũng phải năm thê bảy thiếp à. Mà hay lắm nha. Có vợ mà 3-4 vợ luôn á. Mà mỗi ngày là ở một bà luôn đó. 24/6, 7/7 chủ nhật là chia ra được hết luôn. Chăm lo chu toàn hết cho tất cả các bà vợ luôn, hay lắm. Thầy thầy. Còn cái người này tạm thời thôi, chừng chắc chừng dăm 3 bữa nó chia tay à, banh chành tan đàn sẽ nghe hết trơn à. Chỉ tay nó nói lên hết trơn hết trọi rồi. Cái này coi lại đi. Đó, hai người tự coi lại cái mối quan hệ này coi như thế nào. Ôi thấy chưa. Chứ mà em biết anh nghi lắm mà. Anh hết thương em rồi, thay lòng đổi dạ rồi. Ủa thay lòng đổi dạ cái gì? Nên nãy cái đơn trả giá đó. Nhiều đây cũng trả giá có 200 ngàn, cũng trả giá nữa, không muốn coi. Em vừa phải thôi nha. Thầy bối nói vậy thôi, mất mới vậy em tin. Không tin gì. Vậy chứ mà sao mới ra tôi kêu chở đi ăn bánh tèo, không chở đi. Thôi cứ ở nhà hoài, cứ nói bận cái này bận cái kia. Rồi hãy nhắn tin cười tẩm tỉm xịt đồ thơm nữa. À bây giờ ghen không? Ghen qua bây giờ tôi cũng nói cô luôn nè. Chứ thằng đầu chọc là thằng nào? Lén tôi với thằng đầu chọc. Bán nón nữa. Đầu chồng mà bán nó thấy quế nó rồi. Trời ơi, đừng nói, tôi có biết gì đâu. Anh đàn ông anh nhỏ nhen quá. Nhỏ nhen cái gì? Thôi bây giờ được á, thì quay tiếp không được thôi mà chia tay đi. Mắc cười quá, thôi chia tay đi. Mệt ghê, dễ thiệt á. Tự nhiên à. Chia tay đi. Yêu đương gì hết trơn á. Ủa? Hồi nãy kêu rồi đừng có coi đi, cầm sách ra đọc đi. Mày đặt coi làm chi? Thấy không, tôi nói 2-3 ngày mà chưa tới 2-3 ngày đâu. Vừa mới nói xong là chia tay liền mà. Bởi vậy tôi nói tôi coi linh lắm. Rồi, xù quẻ đồ nam tình duyên cho đào, tình duyên cho đào, xù quẻ đồ nam đi. Làm quẻ chứ. Làm ăn may mắn phát tài phát đạt. Rồi, vô ngồi coi nè. Rồi, coi nè đi. Rồi, có gì. Coi con quẻ con năm rồi làm ăn khó quá. Thất bại lắm. Đúng rồi, năm rồi bạn nó làm ăn thua lỗ rồi bị người ta lừa gạt này nọ, đủ thứ chuyện á. Rồi, thôi được rồi, để cô giải quyết cho. Rồi, xào 7 cái con. Xào 7 cái. Dạ, rồi. Rồi, kinh luôn. Rồi kinh luôn. Rồi bóc giùm con lá này. Dạ. Trời đất ơi. Xui là phải rồi. Đen thui thùi lùi luôn. Năm ngoái là nhiều chuyện bất an lắm, trong gia đình không ổn định, làm ăn hớt lên hụt xuống, gớt lên hụt xuống luôn. Đúng rồi. Phải không? Không khéo là tao nói là mạt xác gia đình, tán gia bại sản luôn. Ủa vậy hả? Ừ. Xui dữ lắm vậy nha con. Vậy là những năm tới con vẫn còn xui luôn hả cô? Không có đủ phước đức nghe là kêu bằng là mạt xác gia đình, tán gia bại sản luôn. Cô ơi, bây giờ cô làm phước cho cô cúng cho con giải hạn nha con đi. Có gì con gửi tiền cho cô để cô mua lễ vật cúng nha cô. Đúng rồi. Rồi thấy con cũng dễ thương. Có gì một chút để cô đưa cái chặt visit cho. Rồi liên hệ với cô. Dạ, có gì con gửi tiền cho cô cúng kiến lễ vật giùm con. Tiền bạc cái gì để cái đó để sau, người hữu duyên thì cô mới giúp. Dạ. Chứ không phải là ai cô cũng giúp đâu. Cảm ơn. Vậy là bữa nay á anh em mình may mắn. Đúng không? Đi chùa gặp có cô ở đây cô giúp đỡ. Chứ mày năm vừa rồi mày khó khăn quá, phước báo quá. Dạ con. Dạ. Ừ. Con là năm nay là sau cái đô nữa đó. Rồi trúng vô cái ngày tam nương nữa, bởi vì xui dữ lắm. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa năm rồi cũng mới bị cái sau cái bên rồi, năm nay cái đô nữa hả? Kế bên là nó chưa đâu, kế đô nó mới nặng. Đô nó dữ hơn đô bất tử. Nặng lắm nha. Nhưng mà yên tâm đi, có cô là cô lo được hết chưa? Dạ cảm ơn cô, phước báo quá. Dạ. Ok, để đi. Bây giờ coi một quẻ coi kìa có may mắn không kìa. Bây giờ tới con có gì? Năm rồi thì nói chung làm ăn cũng được. Ừ. Thôi
coi cho con năm sau coi được tình duyên con như thế nào. Tình duyên hả con? Đúng rồi. Rồi rồi, tình duyên đi. Con xào 8 cái. Ủa, nãy nãy 7, 7 sao 8? Mày thấy 7 cái mày xui không? Mày thất không? Đúng không? 8 cái là phát, nó phát lên. 8 nó phát lên. Đúng rồi, cái đường tình duyên nó khác, còn cái đường may mắn nó khác. Ừ. Trời ơi, cái gì đổ tháo tùm lum vậy con? Làm cho nó đàng hoàng nè, cho cô coi nè. Rồi làm lại đi. Làm lại cho nó đàng hoàng vô. Không có linh nha. 8 cái nha, đúng 8 cái nha, nãy 7 cái. Không có giỡn mặt được đâu nha, mấy này không có giỡn được nha. Không có nên đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi để bài xuống đây. Kinh luôn. Ủa sao nãy ra đây kinh đây không kinh cô? Nghe lời cô, cái phước đức cô lớn hay không? Chẳng hạn như có chuyện gì cô chứng lại được. Hiểu không? Ủa vậy hả cô? Ừ. Rồi thôi thôi. Rồi bóc lá đi con. Thấy chưa? Vậy là sao cô? Có cái bàn tay của cô vô là nó khác liền. Con gì? Đầm cơ. Con đầm cơ. Trái tim đỏ chét nè. Tình cảm nảy nở. Là sao? Tình duyên phát triển nảy nở luôn. Giống như hoa mùa xuân. À, đầm là gái. Gái. Là năm nay không chừng là có hỷ sự, là có đám cưới. Mà cái cô này nha, cái cô này kêu bằng làm mặt hoa da phấn, nhà mặt phố bố làm to, giàu có xinh đẹp, học giỏi đàng hoàng. Vậy là năm sau à, con nhiều khi là sẽ cưới vợ. Đúng. Cưới vợ giàu luôn. Thiệt. Cái này là ở trên nói cô thề, ở trên nói điển xuống cho cô, chứ cô không dám nói bậy xưa tới giờ. Vậy là sao? Mặt hoa da phấn cái gì? Cô này chưa đủ mặt hoa da phấn hả? Mặt phố bố làm to gì? Là sao? Cái này là cỡ hơi sức đâu mà tin. Ở đây chưa đủ giàu hả? Ở đây không giàu hả? Cái cục bánh mèo đâu? Em không có biết đâu. Nãy ai rủ đi cô bói kìa, cô biết coi gì hết á, tạo sự. Trời ơi, tào lao không à? Anh Phước. Trời ơi, gì má? Cái sao kêu con lấy vợ vậy má? Tào lao không à? Mê đê lấy vợ. Nghiệp quật à. Anh Phước. Cái gì vậy trời ơi, cái gì mà thế giới loạn lạc quá vậy? Trời ơi, rồi ai top ai bót? Ghê quá.